Bà Mai nói với mọi người là cô Thanh Trúc đi thăm bà con ở xa. Nhưng mà tôi thấy nghi ngờ. Hình như bà bồn chồn lo lắng, trông ngóng lắm. Còn nói trốn đi theo nhân tình thì càng không phải. Theo những gì dò hỏi được, cô Thanh Trúc chưa từng có nhân tình, chỉ có mấy đám để mắt tới cổ. Tôi cũng đã xuống Gò Công dò hỏi gia đình mà má cô Trúc nhận lời gả cổ. Từ những người để mắt tới cổ tới người chồng hứa hôn đều đang ở nhà. Đâu có ai vắng mặt đâu mà nghi ngờ dẫn cô Trúc đi trốn. Nói mọi người tiếp tục tìm kiếm giùm chú, kiếm luôn ở mấy khu vực lân cận á. Hôm ấy bay kêu thêm vài người nữa đi, rồi chia nhau ra kiếm. Dạ. Tôi xin phép. Con đã nghe thằng Bảy nói hết rồi chứ gì? Dạ. Con có linh cảm xấu lắm cậu ạ. Anh đọc sách xong chưa? Và tôi đưa anh xuống ăn cơm nè. Chút nữa, chưa đói bụng. Rõ ràng là người đàn ông đó đang đe dọa bà ta. Người đó nắm được bí mật gì mà có thể thống tiền bà ta như vậy chứ? Mình phải tận dụng chuyện này. Cô ta đang âm mưu điều gì sao? Mình thật không ngờ khi lớn lên Bình An lại thay đổi tới mức này. Cái vòng hoa anh tặng cho em bị con mẹ phá hư rồi. Mà kỳ thiệt, con mèo nhà em nó hiền khô à, nó không có phá phách cái gì hết. Đồ ăn trên bàn nó còn không dám ăn vụng luôn. Mà sao vòng qua em treo trên tường nó cũng phá hư được? Chó mèo mà chị, nó muốn phá lúc nào thì nó phá, mình đâu có biết được đâu. Tại sao em phải xin lỗi anh? Em có lỗi với anh, em cũng có lỗi với con thỏ nữa. Tại vì em nuôi nó không tốt nên là nó mới bị sổng chuồng. Em buồn quá à. Thôi em đừng có khóc nữa, để mai mốt anh mua cho em con thỏ mới nha. Thôi anh đừng mua cho em con gì nữa, em không muốn đau lòng cái thấy nó chết là bị đi mất đâu. Vậy thôi, để em mua qua về cho em chồng nha, được không? Nghe được. Anh Thịnh nhìn nè. Em tưới nước hay là có tưới phân gì khác không? Em tưới nước bình thường mà. Mấy cây kia em cũng tưới y chang vậy, nó đâu có bị gì đâu. Mà em thấy cũng lạ ghê á. Cây mà muốn héo thì cần phải có thời gian. Còn đằng này á, mới tối hôm qua thôi mà sáng nay nó đã héo queo như vậy rồi. Thôi được rồi, lần sau anh lại mua chậu khác cho em. Thôi anh Thịnh đừng có mua gì cho em nữa nghe. Em để ý kỹ rồi, mấy cái món đồ mà anh tặng cho em á, dù em có gìn giữ, có trân trọng hay là chăm sóc kỹ cỡ nào á thì cũng đều không giữ được. Anh dòm gì vậy?
Ngồi thù lù trước mặt thì người ta dòm. Anh không ăn cơm thì ngồi đó đi, tôi đi ăn cơm mà. Khi nào muốn ăn đó thì kêu. Rất có thể những chuyện đó là do cô ta nhúng tay vô. Chỉ tại lúc đó Thanh Trúc và cả mình nữa, không ngờ cô ta lại xấu tính tới vậy. Việc cô ta trở thành vợ mình rồi Thanh Trúc mất tích, rất có thể cũng do cô ta. Được, nếu là cô thì sẽ có một ngày tôi bắt cô phải trả giá. Tham vọng giàu sang, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.